chiếc đèn z qua gần đây đang được rất nhiều người quan tâm thậm chí là nhiều khi còn cháy hàng vậy một chiếc đèn áp bếp ngon hơn xịn hơn nhiều tính năng hơn những cái mức giá thì nó cũng rất là hợp lý thì anh em mình có thích không xin giới thiệu anh em một chiếc đèn phong cách tương tự nhưng mà ngon hơn rất nhiều với phiên bản z qua và cái mức giá của nó thì cũng rất là hợp lý hãy cùng thủy sinh value tham khảo chiếc đèn này xem nó có những cái điểm gì nổi bật nhé khi mà trên tay phải chia sẻ rằng chiếc đèn này rất chắc chắn nó mang lại cho chúng ta cái trải nghiệm an tâm hơn rất là nhiều mặc dù cái mức giá của nó thì cũng rất rẻ nó có đường kính 14 cm và chiều cao là 6 cm với cái một cái thiết kế rất là sang trọng được gảy lai like bằng hai cái lớp đồng ở xung quanh tạo cái cảm giác nhìn cái đèn nó xịn hơn nó sang trọng hơn rất là nhiều với thiết kế chóa gương sẽ giúp ánh sáng đèn mạnh hơn 30 phần trăm so với cái công suất thực mà đèn đang sở hữu bộ chân được làm cong mềm mại và tinh tế hơn chứ nó không làm vuông giống như cái phiên bản bình thường và mình tin rằng mọi người sẽ rất là thích nó đấy ngoài thiết kế ấn tượng trên thì đèn có một cái tính năng rất hay đó chính là giúp chúng ta cố định cái góc đèn theo ý muốn khi đã chọn được một cái góc đèn phù hợp với cái bể của bạn chúng ta chỉ cần khóa cái đèn lại thế là xong đây là màu sắc đàn cá nhà tớ dưới ánh đèn aqua led với quan điểm của mọi người mọi người thấy ánh sáng của chiếc đèn này như thế nào còn chia sẻ dưới góc nhìn của tớ Tớ vẫn cảm nhận ánh sáng của những chiếc đèn như thế này nó sẽ thiên về những cái dạng bể biotop nhiều hơn ánh sáng nó trong trẻo hơn tự nhiên hơn chứ nó không bị gắt đèn sẽ rất phù hợp với bác nào chơi những cái dạng bể như là biotop hoặc là không thích những cái dạng đèn rgb khiến cá nó nên màu quá là ảo nếu bạn đang có chung sở thích với tớ thì sản phẩm tớ có để ở ngay trong video nhé chúc mọi người chọn được những cái đèn thủy sinh phù hợp với nhu cầu nhá